Em mới nói kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi những bản tin của chúng tôi ngày hôm nay. Tứ trụ của chương trình thời sự 19 giờ VTV giờ ra sao? Bốn trụ cột của bản tin thời sự 19 giờ trên VTV gồm biên tập viên Quang Minh và ba cô gái bà A, Diệp Anh, Vân Anh, Hoài Anh khiến khán giả nuối tiếc khi lần lượt chia tay chuyên mục này. Người đầu tiên nói lời từ biệt với VTV là biên tập viên Diệp Anh. Cô quyết định ngừng công tác tại đài truyền hình Việt Nam vì dự định theo đuổi công việc kinh doanh cá nhân. Sự ra đi của Diệp Anh khiến nhiều khán giả trung thành của thời sự 19 giờ vô cùng tiếc nuối. Diệp Anh là một biên tập viên có lượng kiến thức tốt, cách dẫn dắt chương trình rất nhẹ nhàng và thu hút, phát âm chuẩn. Chúng tôi rất tiếc khi một người dày dạn kinh nghiệm như chị lại nghỉ việc tại VTV. Chúc chị thành công với dự định mới của mình, các khán giả bình luận. Mới đây, thông tin biên tập viên Vân Anh rời đài VTV đã làm nhiều khán giả truyền hình không khỏi bất ngờ. Trên trang cá nhân, biên tập viên Hoài Anh bùi ngùi chia sẻ một tấm ảnh chung cùng vị đồng nghiệp trùng tên. Giống nhau chữ A, cái chán và cái kính không chị ơi. Tâm cả bà A mà sao bây giờ chỉ còn một A vậy? Trong vòng chỉ một năm, dù ngày mai biết ra sao, chị tiếp tục thành công và tỏa sáng trên con đường mới như đã từng khi ở mái nhà chung VTV mình chị nghe. Quyết định rời VTV của biên tập viên Vân Anh dù đã được đắn đo từ rất lâu, song khi nhắc đến thời gian công tác gắn bó từ nơi làm việc, cô vẫn còn rưng rưng xúc cảm. Vân Anh nhắn nhủ người đồng nghiệp thân thương, tiếp tục tỏa sáng hơn nữa em nhé, còn mình em đại diện nhóm bà A đấy. Biên tập viên Quang Minh muốn được mệnh danh là người đàn ông duy nhất trong bốn trụ cột của chương trình thời sự 19 giờ, nên cũng đã chuyển sang phụ trách chuyên mục Vấn đề hôm nay. Khi chứng kiến lần lượt từng thành viên thân quen của thời sự 19 giờ nói lời tạm biệt, khán giả truyền hình không giấu được cảm xúc nuối tiếc và lưu luyến. Chuyên mục rồi sẽ được dẫn dắt bởi những gương mặt mới đầy hứa hẹn, song bốn gương mặt đã được người xem đài dành nhiều tình cảm vẫn sẽ còn mãi trong lòng khán giả. Sau biên tập viên Diệp Anh và Vân Anh, biên tập viên Thúy Hằng cũng chuẩn bị chia tay bản tin thời sự 19 giờ. Đêm ngày 14 tháng 12, biên tập viên Hữu Bằng bất ngờ chia sẻ hình ảnh và dòng trạng thái chia tay người bạn dẫn bản tin thời sự 19 giờ. Bản tin thời sự 19 giờ của VTV là chương trình có tỷ lệ người xem đông đảo. Đây cũng là chương trình có sự đòi hỏi khắt khe nhất ở VTV về người dẫn chương trình, nên gương mặt nào được lựa chọn dẫn ở khung giờ này đều là những biên tập viên có nhiều kỹ năng vững vàng và đạt được những tiêu chí về mặt hình ảnh với công chúng số đông. Trong bản tin thời sự 19 giờ, khán giả truyền hình đã quen thuộc với hai giọng đọc miền Nam là biên tập viên Hoài Anh và biên tập viên Thúy Hằng. Chất giọng nhỏ nhẹ, gương mặt hài hòa, phúc hậu trong tà áo dài của hai biên tập viên đã là hình ảnh quen thuộc và được yêu mến của khán giả truyền hình. Tuy nhiên, theo chia sẻ của biên tập viên Hữu Bằng, Thúy Hằng hiện đang lên sóng những bản tin thời sự 19 giờ cuối cùng trước khi chia tay Hà Nội, nơi đã gắn bó với chị từ khi chính thức chuyển ra miền Bắc để đảm nhận công việc dẫn các bản tin thời sự. Sau biên tập viên kỳ cựu Vân Anh, việc Thúy Hằng rời bản tin thời sự 19 giờ là thông tin gây nhiều hụt hẫng với khán giả. Chỉ trong một thời gian ngắn, hàng loạt biên tập viên như Diệp Anh, Vân Anh, Kỳ Vọng đều lần lượt chia tay VTV. Thúy Hằng lên sóng truyền hình quốc gia năm 2004 trong một chương trình cầu truyền hình Tết. Thúy Hằng có mẹ là biên tập viên truyền hình và từng trải qua các công việc liên quan như trợ lý chương trình, thư ký trường quay đến phóng viên chuyên mục. Trước khi đến với bản tin thời sự 19 giờ, Thúy Hằng là gương mặt của các bản tin thời sự trên kênh VTV9. Những biên tập viên gây tiếc nuối khi rời VTV. Ngoài biên tập viên Vân Anh, nhiều gương mặt khác cũng khiến giả tiếc nuối khi họ nghỉ việc ở VTV. Biên tập viên Vân Anh, ngày 24 tháng 11 vừa qua, thông tin biên tập viên Vân Anh thôi việc ở VTV khiến nhiều khán giả ngỡ ngàng và tiếc nuối. Chia sẻ về lý do rời bỏ công việc mà mình yêu thích hơn 20 năm qua, biên tập viên Vân Anh cho biết đây là một quyết định rất khó khăn. Tuy nhiên, cô muốn tìm hướng đi mới cho cuộc sống của mình, mặc dù cảm thấy rất có lỗi với đồng nghiệp, cơ quan và khán giả. Biên tập viên Vân Anh sinh năm 1975, bắt đầu dẫn chương trình bản tin thời sự 19 giờ từ cuối năm 1997. Cô là gương mặt được nhiều người yêu mến, như tác phong chuyên nghiệp, cùng gương mặt phúc hậu, giọng nói trầm ấm, nhẹ nhàng và truyền cảm. Ngoài sự nghiệp thành công, biên tập viên của đài truyền hình Việt Nam còn có một tổ ấm hạnh phúc bên ông xã hơn 21 tuổi cùng hai cậu con trai ngoan ngoãn. Về kế hoạch trong tương lai sau khi rời VTV, Vân Anh từ chối chia sẻ. Nhiều khán giả cho rằng cô sẽ theo đuổi con đường hội họa mà mình rất yêu thích từ thuở nhỏ. Biên tập viên Diệp Anh. Giống như biên tập viên Vân Anh, biên tập viên Diệp Anh là gương mặt quen thuộc của chương trình thời sự 19 giờ. Ngoài ra, cô còn đảm nhận vị trí MC của nhiều chương trình khác như Chào buổi sáng, Vấn đề hôm nay. Diệp Anh được khán giả quý mến như gương mặt hiền hậu, đậm chất Á Đông, cùng phong thái tự tin, sâu đọc truyền cảm và nhẹ nhàng. Biên tập viên Diệp Anh bắt đầu thử việc không lương ở VTV trong vòng 3 năm sau khi tốt nghiệp đại học. Dù vậy, Diệp Anh cho biết cô vẫn thấy rất vui sướng và hạnh phúc vì được làm công việc mình yêu thích. Đầu năm 2016, biên tập viên Vân Anh gây bất ngờ khi quyết định thôi việc ở VTV để ra ngoài mở công ty riêng. MC Minh Trang.
Minh Trang được nhiều người yêu mến khi dẫn chương trình Tuổi đời mênh mông. Với gương mặt xinh xắn, dễ thương, Minh Trang dần khẳng định được vị trí của mình tại đài truyền hình Việt Nam. Cô từng có một quãng thời gian tạm xa công việc MC khi đi du học. Sau khi công việc học tập đã hoàn thành, Minh Trang về nước và tiếp tục công việc tại VTV24. Sau khi kết hôn, MC Minh Trang vẫn làm việc tại VTV, song dưới hình thức là cộng tác viên chứ không phải nhân viên chính thức. Bình luận viên Quang Huy. Quang Huy là biên tập viên, bình luận viên thể thao nổi tiếng ở đài truyền hình Việt Nam. Anh được khán giả yêu mến bởi lối dẫn dung dị, hài hước và dễ tạo cảm xúc cho người xem. Năm 2006, Quang Huy rời VTV3 sau hơn 10 năm gắn bó với công việc của mình yêu thích. Nói về lý do nghỉ việc và rời sang VTC làm việc, anh cho biết bản thân muốn chinh phục nhiều lĩnh vực mới mẻ và khác nhau. MC Đan Lê. Đan Lê là một trong những MC thế hệ đầu của chương trình Dự báo Thời tiết của đài truyền hình Việt Nam. Cô được yêu mến bởi cách dẫn tự nhiên, truyền cảm cùng gương mặt xinh xắn khả ái. Sau khi vướng vào clip nhạy cảm trên mạng, Đan Lê đã nghỉ việc 3 tháng không lương ở VTV để theo đuổi vụ kiện đến cùng. Sau khi đòi lại được công bằng, Đan Lê cũng thôi việc tại VTV và chuyển sang công tác tại VTC một thời gian và tái hôn với mối tình đầu là đạo diễn Khải Anh. Hiện tại, Đan Lê có cuộc sống hạnh phúc bên ông xã Điển Trai cùng hai cậu con trai dễ thương. Theo tìm hiểu, biên tập viên Thúy Hằng không phải rời hẳn khỏi VTV như đàn chị Vân Anh, Diệp Anh mà chỉ trở lại với VTV9, đài truyền hình Việt Nam ở thành phố Hồ Chí Minh, nơi đã cử chị ra công tác tại đài truyền hình Việt Nam theo diện tăng cường 2 năm trước. Biên tập viên Thúy Hằng tên đầy đủ là Phạm Thúy Hằng, sinh năm 1980, từng tốt nghiệp Đại học Luật thành phố Hồ Chí Minh. Thúy Hằng dù nói giọng nam nhưng lại được sinh ra ở phố Hàng Bạc, Hà Nội. Trước khi về dẫn bản tin thời sự 19 giờ ở VTV1, Thúy Hằng từng có 10 năm làm việc tại Trung tâm Truyền hình Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh với các vị trí khác nhau như trợ lý trường quay, trợ lý biên tập chuyên mục, sản xuất chương trình mảng du lịch và thiếu nhi. Khi kênh VTV9 ra đời, chị chuyển hẳn sang mảng thời sự với các công việc biên tập, dẫn bản tin, thư ký biên tập, sản xuất tin bài như phóng viên. Đầu năm 2014, Thúy Hằng xuất hiện lần đầu trên VTV1 trong bản tin thời sự 19 giờ. Chị đặc biệt gây ấn tượng với gương mặt phúc hậu đậm chất Á Đông và giọng đọc có âm sắc Nam Bộ rất truyền cảm. Với những lợi thế riêng biệt này, nhiều người ví von chị như một làn gió phương Nam mới mát lành của bản tin thời sự 19 giờ. Tôi nghĩ biên tập viên phải đọc nhiều và tìm hiểu nhiều thông tin trên nhiều lĩnh vực để tạo cho mình kiến thức nền. Đồng thời, sự nhanh nhẹn và năng động sẽ giúp mình tiếp cận được nhiều cơ hội hơn. Thúy Hằng chia sẻ về công việc biên tập viên. Biên tập viên Thúy Hằng hiện có một cậu con trai rất kháu khỉnh và một gia đình nhỏ hạnh phúc. Những ngày mới ra Hà Nội công tác, Thúy Hằng phải sống xa gia đình nên ban biên tập bản tin thời sự thường tạo điều kiện cho chị về thăm nhà thường xuyên. Tôi may mắn được gia đình hiểu và thông cảm với công việc của tôi. Nhưng dù vậy, tôi vẫn nghĩ đó là thiếu sót của mình, nhất là trong những ngày đặc biệt của gia đình mà mình không thể có mặt. Vì vậy, khi về nhà, tôi luôn cố gắng tạo không khí vui vẻ và dành nhiều thời gian để chăm sóc và bù đắp cho những người tôi yêu quý, Thúy Hằng từng chia sẻ. Lịch làm việc một ngày của biên tập viên Thúy Hằng khá bận rộn, nhưng chị vẫn cố gắng cân bằng với việc chăm sóc con cái và gia đình. Một ngày của chị luôn bắt đầu bằng việc sửa soạn đồ cho con và đưa con đến trường. Tôi sống đơn giản, chỉ muốn làm tốt công việc của mình rồi về với gia đình. Tôi thấy phụ nữ Việt Nam hiện đại, phần lớn cũng vậy. Dù họ cá tính để thể hiện cái tôi, gai góc để tự vệ, nhưng khi về nhà vẫn là vợ, là mẹ, hết sức chăm lo cho gia đình. Ngoài hình ảnh chỉn chu, nghiêm túc, chuyên nghiệp trên sóng, biên tập viên Thúy Hằng còn là một người vui tính, hay cười, dễ gần. Bên cạnh đó, dù đã gần 40 tuổi, nhưng Thúy Hằng lúc nào cũng giữ được vẻ trẻ trung, tươi tắn và gây thiện cảm với khán giả truyền hình. MC Phan Anh thừa nhận từng tát vợ và chia sẻ chuyện ngoại tình. Trong khi đó, vợ Phan Anh cũng có những chia sẻ thú vị về MC Điển Trai, tài năng và tràn đầy tâm huyết này khi anh trở về là người đàn ông trong gia đình. Mới đây, MC Phan Anh đã có buổi giao lưu trực tuyến với người hâm mộ. Anh vừa trở về từ chuyến đi trao bò ở Hà Tĩnh và rất cởi mở khi trả lời nhiều câu hỏi xung quanh công việc, vấn đề từ thiện và cuộc sống gia đình. Vốn là người ít chia sẻ về chuyện riêng tư, nhưng trong cuộc trò chuyện lần này, Phan Anh thoải mái hơn lúc đề cập đến người phụ nữ đã gắn bó với anh suốt 17 năm qua. MC Điển Trai cho biết, khi yêu, anh là người chủ động theo đuổi và gặp không ít tình địch trong quá trình hẹn hò. Anh nói, vợ tôi lúc đầu cũng không thích tôi đâu, tôi phải tán tỉnh một thời gian thì mới đồng ý. Lúc đó cô ấy cũng có người yêu khác rồi, mình cũng phải đánh đồn có địch đấy. Đánh đồn có địch cũng rất vất vả. Cũng giống như những gia đình khác, không ít lần hai vợ chồng Phan Anh từng to tiếng cãi vã. Thậm chí có lúc anh không kiểm soát được mình đã giơ tay tát vợ. Tuy nhiên, đây là lần duy nhất mà Phan Anh dám đánh vợ và sau đó anh đã bị vợ xỉ vả trong một thời gian dài.
Trong khi đó, bà xã của Văn Anh cũng chân thành kể ra những tật xấu của chồng. Cô nói chồng vẫn nóng tính, gia trưởng và không chia sẻ việc nhà cho lắm. Nhưng bù lại, Văn Anh lại là người đàn ông lãng mạn, một người bố tốt và là một người bản lĩnh trong cả công việc lẫn cuộc sống. Buổi trò chuyện cùng Phan Anh thêm phần hấp dẫn vì có câu hỏi liên quan đến chuyện ngoại tình. Có độc giả hỏi, Phan Anh hẳn là nhiều bồ lắm nhỉ? MC này thẳng thắn trả lời. Nói luôn một cách chân thành như thế này trong cuộc sống của mình thì mình không thể nào tránh được, cũng có lúc mình có sự dung cảm, có những người mà mình cũng tâm đầu ý hợp. Bản thân MC Phan Anh là người có cơ hội đi nhiều và dành thời gian với nhiều người nên cơ hội có bồ là rất nhiều. Tuy nhiên anh khẳng định, mình phải xác định rằng mình phải làm thế nào để không tổn thương người khác và nghĩ về trách nhiệm của bản thân của mình như thế nào. Bạn bè xung quanh cũng từng có bồ nên Văn Anh đánh giá vấn đề này dưới góc nhìn đa chiều. Tôi không phải là người ủng hộ chuyện có bồ, nhưng tôi hơi phản đối chuyện trong xã hội cứ thấy có bồ là lên án, nếu không là người trong cuộc thì đừng làm thêm rắc rối, Văn Anh nói. Ngoài ra anh còn phát biểu, 500 anh em đàn ông nói ra mong các anh tha lỗi cho, chứ có thể là em không may mắn nhưng em chưa gặp một ông nào là không có bồ ở ngoài đời. Thời gian qua Văn Anh gặp nhiều rắc rối và sức ép xung quanh tin đồn mập mờ tiền từ thiện. Anh cho biết sẽ đăng tải tất cả chứng từ sao kê lên website với tất cả hơn 24.000 giao dịch chuyển tiền đều có sao kê đầy đủ và rất dễ lấy thông tin từ ngân hàng về người gửi. Văn Anh khóc khá nhiều trước những tin tức tiêu cực dành cho mình, nhưng bản thân anh không làm gì sai. Hơn hết, anh cảm nhận được hạnh phúc vì có thể truyền cảm hứng để mọi người cùng chung tay giúp đỡ đồng bào gặp khó khăn. Để cập nhật được những thông tin mới nhất, quý vị và các bạn có thể ấn subscribe và like kênh Báo Nói. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại!